Manchester United đang phải đối mặt với nhiều khó khăn ở chuyến làm khách đến sân của Fenerbahce. Đội trưởng Bruno Fernandes đang chịu án treo giò một trận sau khi nhận thẻ đỏ trong trận hòa 3-3 với Porto hôm 4 tháng 10, trong khi tiền vệ Mason Mount cũng không thể ra sân vì chấn thương. Tôi nghĩ chúng tôi có đủ lực lượng để giành chiến thắng ở trận đấu này. Chúng tôi đã từng ở trong những tình huống như thế này trước đây, những người được lựa chọn sẽ phải cố gắng thích nghi và làm tốt nhiệm vụ của họ vì rất lâu sau những cầu thủ trụ cột mới quay trở lại, huấn luyện viên Ten Hag chia sẻ. Ngoài Bruno và Mason Mount, Manchester United cũng sẽ không có sự góp mặt của hậu vệ Johnny Evans do dính chấn thương. Harry Maguire, Luke Shaw, Yoro và Kobe Menu cũng phải ngồi ngoài. Điều này khiến sức mạnh hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ suy giảm đáng kể trước đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ đây sẽ là một thử thách thực sự với chúng tôi. Manchester United vẫn đủ những cầu thủ để đáp ứng chiến thuật mà cả đội đưa ra. Hy vọng trận đấu này các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình và không gặp phải những chấn thương nghiêm trọng. Mourinho có nhiều kinh nghiệm ở các đấu trường lớn và là mẫu huấn luyện viên mà nhiều người phải học theo. Tôi tin Manchester United đang đi đúng hướng và sẽ giành được kết quả tốt nhất, huấn luyện viên Ten Hag nói trước trận đại chiến với Fenerbahce. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vào năm 2016, khi đó Manchester United thắng 4-1 trên sân nhà và thua 1-2 ở thổ nhĩ kỳ. Sau đó, Quỷ Đỏ đoạt chức vô địch Europa League mùa giải năm 2016 đến năm 2017 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mourinho, còn Fenerbahce được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hà Lan, Dick Advocaat. Hiện tại Mourinho dẫn dắt Fenerbahce còn huấn luyện viên Erik ten Hag là người Hà Lan, dẫn dắt Manchester United. Trận đấu giữa Manchester United và Fenerbahce sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 25 tháng 10 trên sân Auker, Thổ Nhĩ Kỳ. Manchester United đối mặt nhiều khó khăn trong chuyến làm khách đến sân của Fenerbahce do thiếu vắng nhiều trụ cột bởi chấn thương và án treo giò. Huấn luyện viên Ten Hag tin tưởng vào khả năng thích nghi của đội hình và khẳng định Manchester United đang đi đúng hướng. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 25 tháng 10 trên sân Auker, Thổ Nhĩ Kỳ. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vào năm 2016, khi đó Manchester United thắng 4-1 trên sân nhà và thua 1-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ.